hả? Chị làm sao chị bán được là được. Rồi, chưa nắm chị học nắm lên lên hướng dẫn. Cùng nhau bỏ xẻ đi. Học gì cho nó nhanh. Học gì cho nó nhanh. Em lấy cái cây cái sọc ngang em chặt ở dưới một cái đây không? Chặt chặt dưới cái cây đê 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 chặt ngay cái đê á. Đúng rồi, cái cây đê đây đúng không? Rồi đỉnh cây đê một cái. Đỉnh cây đê phía dưới luôn. Chị nhấp đúng không? Chị nhấp đúng cho nó hiện cái gạch kéo. Cây đê, cái cây đê cái này cũng là đúng rồi. Rồi xong qua H1. Dạ, thì chính là H1. Qua H1 thì mình sẽ thấy là phạm vi dán rồi. cái trong đó. Chưa mà chị thấy nó vô đúng trong cái đỉnh đáy của H1 chưa? Chưa. Cái gì? Chưa đâu. Không, ở nhà không có bát đi. Cái là không có bát. Đây nè, vậy đáy nó nằm đây nè, phải đáy. Ở nhà mà đâu có ai xài đâu bát. Ở không có bát. Đó, vô nè. Đó, thì là nó vô đúng không? Năm năm xuống đây chút. Không có bát đi. Ủa, sao mất tiêu rồi? Đánh vô không có bát. Không có bát. Vô nhà chưa chưa. Đánh đi. Cái đêm một. Ở nhà mà sao bắt vậy đó. Đây là con này là cái phạm vi đó chạy trong ngày thôi sẽ ngày không. Rồi, lấy cái hình hình chưa, sai rồi, sai rồi. Nè, chị chọn đỉnh trong ngày không đúng nè, đá trong ngày chưa chuẩn nè. Chị chọn kéo cho nó xuống xuống cho đúng. Đúng đúng. Rồi đền đi. Bây giờ bắt cái bàn đền đi. Có hù không à? Nữa nữa nữa. Nữa. Rồi luôn. Cái lời sai cái gì vậy? Nè, có nghĩa là cho cái kéo này xuống xíu nè. Là tại vì cái đêm mà cái còn thì nó cây nó nó quá qua mắt bọn nó dễ hơn. Qua mắt bọn là cái điều chỉnh như này cho nó dễ hơn nè. Đó, cho chính xác. Cho nó chính xác hơn á. Đây nè, đúng không? Đây nè, đúng không? Rồi, đây. Cho thầy quay trở lại đêm một cho em coi. Rồi thì đêm một nó như vậy thôi. Đúng rồi. Nó thích luôn. Đây rồi, đó, đó. Rồi, rồi thì lấy cái hình kéo hình chữ chéo để đo xem được bao nhiêu cây bao nhiêu phí. Vâng, con sẽ nhận quay tại bao nhiêu biết à? Có hai ngày đây có. Có ngày chạy thôi. Đó. Không, bây giờ tại đây mình đang xin một đánh thôi chứ không phải không. Chín mười bốn tiếng. Rồi bây giờ chị lên kịch bản đánh áo Mỹ đi. Qua H1. Áo Mỹ đánh. Vô kéo. Kéo chị. Vô kéo. Mở hai cái đi. Vô hai cái. Đúng rồi, có cái